Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện biết bao điều vĩ đại. Công trình trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng là một trong số những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người và mảnh đất Hải Phòng thân yêu. Kính thưa quý vị, để đáp ứng những thao thức và nguyện vọng nhu cầu của giáo phận Hải Phòng, chúng tôi xây dựng trung tâm mục vụ này. Mục đích của trung tâm mục vụ là nơi đào tạo các tín hữu từ các linh mục, tu sĩ và các đoàn thể giáo dân. Chúng tôi nghĩ đào tạo người tín hữu là một mục đích quan trọng nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp của giáo hội. Nhờ được đào tạo mà đời sống đức tin, tình hiệp nhất trong giáo hội được củng cố và phát triển. Và cũng nhờ đào tạo mà mỗi người tín hữu chúng ta có thể loan báo tin mừng của Đức Giêsu Kitô cho những anh chị em của chúng ta. Ước mơ về một trung tâm mục vụ là một trong những nỗi ưu tư thao thức lớn nhất Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên kể từ khi được đặt làm mục tử chăn dắt đoàn chiên giáo phận Hải Phòng năm 2003. Điều này càng khẩn thiết hơn khi không gian tòa giám mục quá chật chội so với nhu cầu ngày một phát triển của giáo phận. Sau bao nỗ lực làm việc với các cơ quan hữu trách, ước mơ ấy đã đi vào hiện thực với nghi lễ khởi công vào ngày 16 tháng 2 năm 2016. Chúng ta tin tưởng vào lời Chúa, chúng ta tin rằng chúng ta phó thác công trình này nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Trải qua hơn 3 năm xây dựng, nhờ ơn Chúa và sự khôn khéo với lòng nhiệt tâm của người cha trung giáo phận, nay là Đức Tổng Giuse, cùng với lòng hảo tâm của quý ân nhân xa gần, công trình trung tâm mục vụ đã hoàn thành như một giấc mơ. Trung tâm mục vụ nằm trên diện tích 10.000 m2 tại xã An Đồng, huyện An Dương, bên cạnh khu hưu dưỡng cũ dành cho các linh mục giáo phận trước năm 1954, cách trung tâm thành phố Hải Phòng và tòa giám mục khoảng 10 cây số về hướng tây. Tòa nhà cao 7 tầng với chiều dài 86 m, chiều rộng 21 m, riêng khu trung tâm rộng tới 31 m, với diện tích xây dựng trên 15.000 m2. Tòa nhà có tới gần 200 phòng, ngoài nhà nguyện, hội trường, phòng họp, phòng khách, một số phòng học, phòng chức năng, có đến 150 phòng nghỉ cá nhân và 9 căn hộ hưu dành cho linh mục. Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cách tân, tuy đơn giản nhưng lại tạo vẻ bề thế, vừa gần gũi với không gian tâm linh nhưng vẫn thể hiện sự trang trọng hiện đại, nét uốn cong của công trình vừa mang lại sự mềm mại duyên dáng, vừa tạo vẻ ấm cúng của môi trường tôn giáo. Cây thánh giá lớn bằng đá ngay cổng ra vào là biểu tượng cho đức tin Kitô giáo và như dấu chỉ phúc lành Chúa tuôn đổ xuống nơi đây. Bức tranh Chúa phục sinh được khắc trên kính ở mặt tiền đậm chất nghệ thuật thánh, tôn tạo sự sang trọng cho tòa nhà và như thắp sáng niềm hy vọng sống lại sau bao nỗi chân chuyên vất vả của cuộc đời. Đặc biệt, chiếc đôm cùng thánh giá trên đỉnh và tượng thánh tâm Chúa phía trước, điểm cao và trung tâm của tòa nhà, với tài nghệ thiết kế khéo léo, đã tạo nên vẻ nguy nga của trung tâm mục vụ và mang nét độc đáo cho công trình tôn giáo nơi đất cảng Hải Phòng. Một trong những điểm nhấn của công trình là nhà nguyện truyền tin, nơi chiếm không gian lớn nhất và tọa lạc chốn cao nhất. Tuy được trang trí đơn sơ nhưng lại toát lên sự thanh thoát thánh thiêng, đồng thời lôi cuốn tâm trí vào tâm điểm của nhà nguyện là bức tranh kính họa lại biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Nhà nguyện này được gọi là nhà nguyện truyền tin bởi vì trên bàn thờ chính chúng ta thấy có bức tranh kính diễn tả cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel với Trinh Nữ Maria thành Nazareth. Đây là cuộc gặp gỡ quan trọng, cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người,
và khởi đi từ cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa thực hiện một giai đoạn mới trong chương trình cứu độ. Chính vì vậy mà khi đến với ngôi nhà nguyện này, chúng ta được mời gọi nhận ra kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời nhận ra sự hiện diện của người Đức Maria đại diện cho cả nhân loại đã mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn để đón đấng cứu thế với lời thưa xin vâng: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Trong tiến trình xây dựng, một điều ngẫu nhiên nhưng lại làm nên sự kỳ diệu, diễn tả ý nghĩa tuyệt vời. Khởi đầu là Chúa chịu nạn, tiếp theo là Chúa phục sinh, và trên cao là Thánh Tâm Chúa đang sang tay ôm lấy mọi người, tội nhân cũng như người ngay lành thánh thiện. Thánh giá là quá khứ, Thánh Tâm là hiện tại, phục sinh là hy vọng và tương lai. Như chính tên gọi, Trung tâm Mục vụ Giáo phận sẽ dành để cho các linh mục thường huấn, tĩnh tâm. Đồng thời đây cũng là mái trường để thăng tiến đức tin cho các tín hữu giáo dân qua các khóa đào tạo giáo lý, học hỏi kinh thánh, huấn luyện đời sống đức tin, hội thảo và tập huấn theo chủ đề. Đây cũng là không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện lớn trong giáo phận. Nếu ai đó đã có lời khen ngợi vẻ đẹp công trình, thì cũng sẽ khó chê về công năng sử dụng. Không gian tâm linh, các loại phòng chức năng cũng như các phòng nghỉ được bố trí cách khoa học, hài hòa, tiện lợi và hiệu quả. Riêng hội trường được thiết kế thông tầng, theo kiểu giáp hát, có sức chứa trên 250 người, tiện lợi cho việc tổ chức các chuyên đề hay sự kiện tầm cỡ. Theo như dự tính, Trung tâm Mục vụ sẽ thỏa mãn nhu cầu phát triển của giáo phận trong nhiều thập niên sau này. Với tất cả những đặc tính ưu việt trên, công trình không chỉ mang lại cho Hải Phòng một diện mạo mới, mà còn hứa hẹn đem đến sức sống mới, sự sinh động cùng những sáng kiến cho các hoạt động mục vụ trong giáo phận. Sau bao ngày chờ mong và nỗ lực vươn tới, ngày khánh thành Trung tâm Mục vụ mùng 4 tháng 10 tràn chứa biết bao niềm vui cho đoàn dân Chúa Hải Phòng. Niềm vui ấy được đong đầy khi trong dịp hồng phúc này, lần đầu tiên giáo phận được vinh hạnh đón tiếp Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha đến tham dự Đại hội đồng Giám mục Việt Nam khóa 14 tại Trung tâm Mục vụ vừa được hoàn thành. Trong niềm vui chào dâng ấy, cả gia đình giáo phận chỉ biết dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, tình thương với lời tán dương. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Chúa như nguồn nước tràn hòa, tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vuông vã cánh tay ngài đưa.